Nằm trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa, mùng 10 tháng 10 năm 1946, mùng 10 tháng 10 năm 2024, chiều ngày mùng 2 tháng 10, Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ làm nhà, sửa nhà mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, huyện ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại diện các đơn vị nơi công tác của các đoàn viên. Các đoàn viên được trao hỗ trợ mái ấm công đoàn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó đoàn viên Lê Thị Quế, giáo viên trường mầm non Tân Phúc, chồng bị tai nạn lao động, ảnh hưởng đến cột sống, không có khả năng lao động nặng. Con trai 14 tuổi, đang trong độ tuổi đi học, nguồn thu nhập chính của cả gia đình là một suất lương giáo viên. Đoàn viên Lê Thị Tiền, giáo viên trường tiểu học Tân Phúc, chồng mất sớm, con trai đầu bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, con thứ hai không có công việc ổn định, nhà xây bằng vôi vữa, lợp ngói nên đã lún và gạch lát bị vỡ. Tường xây ố lở phần vôi ve, nhiều vết rạn nứt. Đoàn viên Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường mầm non Tân Phúc, cũng có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bản thân. Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện và sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, đồng nghiệp và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, hai đoàn viên đã xây dựng mới và một đoàn viên sửa chữa được căn nhà khang trang sạch đẹp. Tại các gia đình, Liên đoàn Lao động huyện đã trao số tiền 50 triệu và 35 triệu đồng đối với hai gia đình đoàn viên xây mới và số tiền 30 triệu đồng đối với gia đình đoàn viên sửa chữa với tổng số tiền là 115 triệu đồng. Số tiền này từ Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, Công đoàn Thanh Hóa hỗ trợ nhà ở. Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã chúc mừng gia đình các đoàn viên có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao. Đồng thời đồng chí cho biết chương trình hỗ trợ mái ấm công đoàn đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, được đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động đồng tình hưởng ứng. Qua chương trình đã góp phần tạo dựng niềm tin, hiện thực hóa những ước mơ an cư của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Xúc động khi nhận được hỗ trợ mái ấm công đoàn, các đoàn viên đều bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cấp công đoàn và cơ quan đơn vị công tác. Đây chính là động lực để các chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống, yên tâm lao động và công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của các tổ chức công đoàn. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa, đồng thời kịp thời động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.